Giao thông đường sắt luôn là một mối quan tâm của dư luận trong thời điểm hiện nay, đặc biệt là khi mà trên mạng Internet ngày càng xuất hiện thêm nhiều những clip người dân hồn nhiên vi phạm các quy định an toàn. Thậm chí, một số bạn trẻ còn có những hành động đùa giỡn với tử thần như thế này. Tất cả đã dấy lên những lo ngại về ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, đoạn clip ngay sau đây lại đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm của một bộ phận liên quan đến việc giữ gìn an toàn giao thông đường sắt. Khu vực này là một đoạn giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Có thể nhìn rất rõ thanh chắn tàu đã được hạ xuống. Tàu đang đến, nhưng tại sao lại có nhiều người tụ tập phía bên trong rào chắn như vậy? Như chúng ta đang thấy, tại đây có ít nhất 2 nhân viên đường sắt đang làm nhiệm vụ. Phải chăng do lực lượng quá mỏng nên họ không thể giải tán đám đông này được? Hãy xem điều gì sắp diễn ra tiếp theo đây. Một màn nhảy tàu. Không, rất nhiều những màn nhảy tàu liên tiếp xảy ra. Không có bất cứ phản ứng nào để ngăn chặn những hành vi vô cùng nguy hiểm này. Thậm chí là... Và hành vi nhảy tàu đầy mạo hiểm này vẫn cứ thế diễn ra ngay trước mắt những nhân viên đường sắt. Vừa rồi là một đoạn clip ghi lại cảnh nhảy tàu đầy mạo hiểm của rất nhiều người dân tại một điểm giao cắt với đường bộ. Nhưng điều đáng nói là tại khu vực này có sự có mặt của ít nhất 2 nhân viên ngành đường sắt và không ai trong số họ có ý định ngăn chặn những hành động vi phạm nghiêm trọng đến an toàn giao thông đường sắt. Từ sự thân thiết cùng nụ cười như không có gì xảy ra của người nhân viên với những người đang nhảy tàu. Phải chăng đây là một thực tế thường xuyên diễn ra tại điểm giao cắt này? Chúng ta vẫn thường nói đến vấn đề về ý thức chưa cao của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, qua đoạn clip này lại có thể thấy rằng nếu bản thân các nhân viên của cơ quan quản lý đường sắt còn chưa thực sự nghiêm túc và làm tròn trách nhiệm của mình thì sẽ là vô cùng khó khăn để có thể cải thiện hay nâng cao an toàn giao thông đường sắt. Không thể chấp nhận được. Hoàn toàn sai, đúng không? Quên, Thảo xin lỗi câu này của Ngọc. Hoàn toàn sai. Ngọc muốn nói là ai sai trong đoạn clip này? Cả hai người đều sai, kể cả người thực hiện hành vi vi phạm và người bảo vệ an toàn đường sắt đều sai. Tự nhiên Thảo coi cái clip này, Thảo có cái cảm giác như thế này nè, giống như là cái câu chuyện này là câu chuyện xảy ra hàng ngày cơm bữa, cho nên anh này anh thấy rất là bình thường, anh cười cợt, anh đùa một cách rất là tự nhiên, mà làm sao có thể như vậy được hả Ngọc? Chính vì cái điều Thảo nói mới giống lên một hồi chuông báo động là cái tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt hiện nay trở nên rất phổ biến. Thật ra thì báo chí cũng đã đưa tin rất là nhiều về những tai nạn giao thông đường sắt và vô chính quý vị khán giả. Thưa quý vị. Thực ra điều này chính những người bảo vệ hành lang an toàn đường sắt là họ phải là người tuyên truyền về cái vấn đề an toàn về giao thông đường sắt cho mọi người hiểu. Rõ ràng đây là một cái gọi là một cái hành vi vô cảm với pháp luật. Chính vì việc vô cảm với pháp luật cho nên mới đem cả tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy. Và chính bản thân của cái người quản lý ở đó, người mà thực thi cái hành vi là bảo phải vệ tuyên an truyền toàn giao thông đường sắt. Đúng rồi, tuyên truyền về việc an toàn giao thông đường sắt thì họ cũng vô cảm với pháp luật luôn. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi xem đoạn clip này rồi thì quý vị sẽ có những bài học cho riêng mình và sẽ nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ người khác.